Ừ. Ê, chào em chào chị chào khán giả trên cộng đồng mạng bữa nay thì um, chị lên kênh của em để nhờ cái kênh lớn của em uh, để nhắn gửi tới um, uh, cô tài và cậu vi cân săn bắt ẩm thực vùng cao cậu ấm đất mỏ ở ngoài quảng ninh uh, và sẵn đây cũng là một cái um, Bằng chứng để uh, cho em Tài với em Vi biết được là chị có lên kênh của em và nhờ em đấy, nhờ em để mà thông báo tới em Tài và em Vi. Thì cái câu chuyện nó đã dài lắm rồi. Chị có lên kênh của cô Thanh Thanh, có Thanh Thanh có lên kênh của chị Uyên Quỳnh, có lên kênh của em Đầu Trọc, uh, rồi có lên kênh nhỏ của em. Để mà à, thông báo với em Tài và em Vi Nhưng mà các em này vẫn giữ cái chế độ là im lặng Thì bây giờ ngày hôm nay là cái, vi, cái video này là cái video hạn chốt Để mà lên um, uh, nói với em Tài, nhắn nhủ với em Tài, em Vi Rằng em Tài, em Vi ơi Bây giờ thì chị Duyên á, um, nhờ kênh của em Hải này uh, Để uh, nhắc nhở với em Tài, em Vi À, như thế này chị sẽ các em làm ơn gọi điện thoại liên lạc và trả tiền cho chị để mà giải quyết cái vụ đó cho nó xong nếu như các em không gọi điện thoại cho chị không liên lạc với chị và qua cái video này up lên mà em không liên lạc với chị em không gọi điện thoại cho chị em vẫn tiếp tục khóa cái 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 phone của chị thì chị sẽ nhờ cộng đồng và chị sẽ về Việt Nam bút vé để tiến hành về Việt Nam tháng 3 năm 2025 là chị sẽ về Việt Nam sẽ nhờ kênh của em Hải đi ra tận nhà của các em luôn để mà uh, thưa các em ra chính phủ về cái tội hai tội tội thứ nhất là em lừa gạt chiếm đoạt tài sản của chị tại vì các em nhờ uh, cộng đồng mạng các em đăng lên youtube thì chị mới biết các em để mà giúp đỡ các em 200 triệu chị giúp các em không lấy tiền lời đó là vì chị coi cái video của các em các em nói thằng Quỳnh nó thiếu lợi mafia chị ví dụ lòng thương đệ mà chị giúp đỡ các giúp đỡ các em không tính tiền lời chị thưa các em về cái tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản của chị tội thứ hai nữa đó chị sẽ thưa em là lợi dụng lòng tốt của chị để đi lừa gạt người ta không trả tiền cho người ta 500 triệu đó là chị sẽ thưa các em về cái tội lừa lợi dụng lòng tốt để lừa gạt chiếm đoạt tài sản Chị đã thưa các em lên cộng đồng mạng an linh các em là scam Các em sẽ bính viễn không bao giờ làm Youtube được Đó là cái lời nhắn nhủ của chị Các em không có thể nào mà các em nói là các em không phải là người nợ dụng lòng tốt lừa gạt chiếm đoạt tài sản Nếu các em không có video thì không ai biết đến các em thì sẽ không ai giúp các em cho nên cái, cái video của các em lên là cái video đó là video scam. Video đó là lợi dụng để mà lừa gạt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, 500 triệu em nhờ chị đi mượn cho người ta. Tại sao các em không đi mượn ngân hàng mà các em phải đi nhờ chị? Luật pháp Việt Nam ngân hàng Việt Nam cho mượn tiền. Sao các em không mượn tiền ngân hàng mà các em phải nhờ chị đi mượn tiền của người ta? Mà khi nhờ chị đi mượn tiền của người ta thì các em đã chấp nhận cái số tiền đời như vậy thì các em mới biểu chị nhờ cái lòng y tín của chị mà các em mượn nhờ chị mượn dùng người ta bây giờ các em không trả có nghĩa là khi các em chuẩn bị mượn các em đã lừa gạt cái lòng tốt của chị đi gạt người ta rồi các em bị hai cái tội như vậy các em làm ơn lên tiếng đừng có im lặng như vậy qua cái kênh của 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 em hải này làm ơn gọi điện thoại cho chị uh, để giúp đỡ chị trả tiền lại cho chị thì đó đó là hai cái 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 lý do mà hôm nay chị muốn nhờ cái kênh của em tại vì uh, giấy tờ thì mình cũng đã đăng lên cái video trước rồi uh, em thì rất là bận cho nên cái câu chuyện mà cứ nói đi nói lại thì nó rất là dài dòng thì hôm nay chị là mượn cái kênh của em để nhờ nhờ em uh, truyền tải tới em tải và em vi là chị sẽ làm như vậy thì qua cái video lại up lên đó chị sẽ cho các em làm 3 tháng đó là luật pháp ở bên Mỹ cách làm việc của các chị. Thì em tài và em vi vui lòng trong vòng 3 tháng liên lạc với chị để trả tiền lại cho chị, nói chuyện với chị để giải quyết cho nó xong. Còn các em im im như vậy là không có được đâu. Các em đừng bao giờ mà nghĩ rằng các em ngồi xổm trên pháp luật được kể cả là pháp luật Việt Nam hoặc là pháp luật ở bên Mỹ cũng vậy thôi. Các em mượn tiền thì các em phải trả. Đó là cái điều uh, dĩ nhiên ở trên đời này không có cái chuyện mà đi mượn tiền của người ta rồi lại im im như vậy không có được. Thì hôm nay chị nhờ kênh của em là như vậy đó. Rồi nè, chị giới thiệu là chị họ tên gì hiện chị chị đang ở đâu để cho cái kênh nào mà lấy tiền mượn tiền gì mà không trả tiền. Rồi lúc đầu chị cho bao nhiêu tiền rồi chị cho chị cho mượn là khác chị cho bao nhiêu tiền chị nói cho rõ không để cho để cho anh nghe anh biết anh điện lại cho chị làm sao thì em tại em mv này thì chị không biết là các em đang thiếu lọ những ai các em đang làm cái gì tại vì bây giờ chị nói cho em biết là chị là phạm thị duyên chị ở bên chị sinh sống ở bên pennsylvania đất nước hoa kỳ số tiền các em mượn của chị lần đầu tiên hai trăm triệu là do chị xem cái video của các em các em up lên các em nói cậu quỳnh thiếu lợ mafia và chín mươi người mafia túm cho đánh cậu quỳnh này chị với dũ lòng thương chị không biết các em là ai nhưng mà một người việt nam mà bị gặp lạn thì chị lương tay ra chị giúp đỡ chị gọi điện thoại về và chị cho các em mượn 200 triệu không lấy tiền lời trong vòng hai năm các em phải trả lại cho chị nhưng mà các em cũng không trả lại rồi các em nhờ chị đi mượn cho các em 500 triệu để các em xây nhà Thì cái câu chuyện này hồi bữa chị cũng đã nói cho khán giả biết rồi Hôm nay chị chỉ có vắn tắt lại như vậy thôi 500 triệu đó các em nói với chị và người ta cho mượn Là chị đã nói với các em là chị không có tiền nhưng chị biết người cho mượn Thì chị mượn dùm cho các em Các em nhờ chị chị mới dùm có nghĩa là khi các em đi mượn tiền tại sao các em không mượn tiền ngân hàng mà các em đi nhờ chị có nghĩa là các em nhờ chị để các em lừa chị các em nghĩ chị là người ở bên nước ngoài không có thể về việt nam mà không có thể làm gì được các em thì các em nhờ chị đi mượn có nghĩa là các em đang lợi dụng cái lòng tốt của chị để các em đi lừa gạt thì bây giờ các em sẽ bị hai cái tội một tội là lợi dụng chiếm đoạt tài sản một tội là lừa gạt chiếm đoạt tài sản chị đã thưa các em phải hai cái tội đó thì qua cái video này á chị duyên sống ở pennsylvania 7 tháng nay em không trả tiền cho người ta em không trả tiền nợ cho người ta em không trả em không trả tiền gốc cho người ta luôn chị phải lấy đồng tiền của chị ra chị trả có nghĩa là bây giờ em đang lừa gạt chị mà nếu chị là một con người Nếu như chị không có tài sản Để chị bán đi chị trả lợi cho người ta Thì ngày hôm nay tiền đời đó Ai là người chịu trách trách nhiệm cái, cái vấn đề đó Cho nên các em là người gây ra cái chuyện này Thì các em phải gánh cái chuyện này các em không thể nào mà để cho người ta các em ăn ốc người em bắt người ta đổ vỏ như vậy là không được em tài và em vi ạ bây giờ chị biết là các em đang làm ăn ở trên mạng cái cái chuyện này chị lên đây không phải là chị đang bôi xấu các em cái chuyện này là chị đang lên để đòi lọ các em nếu như các em không phải là lừa gạt thì các em hãy trả tiền cho chị. Ủa cái cái người đó là ở đâu cái người đó bạn tên gì cái Mết cái người. người đó là cái người đó là cô tài cậu vi kênh săn bắt ẩm thực vùng cao cậu ấm đất mỏ ở ngoài quảng Linh rồi chị Đấy. chị chỉ tiền cho cho ai chuyển tiền cho ai chị, chuyển tiền cho 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 em tài và em vi thân cân thân bắt ẩm thuộc vùng cao cậu ấm nức mỏ phạm ăn như... tài tổng cộng là tổng tên. cộng là một tổng cộng là một tỷ chỉ cho hai trăm triệu còn lại 800 triệu nữa. 800 triệu thì 100, 100 100 102 triệu là đi vào trong Cà mau làm từ thiện. Thì cái video các em có đi làm từ thiện thì các em phải đăng video lên cộng đồng mạng là các em cho những ai, các em làm những gì, các em phải show lên cộng đồng mạng cho chị là 102 triệu. Còn lại là 700 triệu nữa thì là 200 triệu là chị cho mượn là vì cái video mà em nói thằng quần thiếu lọ mafia chị thương người chị muốn cứu để chị giúp là chị cho mượn 200 triệu đó là tiền của chị chị không có lấy lời. Còn 500 triệu là đi mượn cho người ta tiền đời là các em á phải trả 5% chị trả cho các em 5% chị muốn giúp các em bằng cả tấm lòng Nhưng các em là người cố tình đi lừa gạt. Thì bây giờ là sẵn đây chị sẽ cho các em là 3 tháng nếu trong vòng 3 tháng thì chị sẽ nói lên chị lên đây không phải là chuyện chơi lên đây không phải là mình nói sàng nói bậy nhưng chị cảnh báo cho các em biết là nhà thờ của bên chị 800 người đã chuẩn bị để giúp đỡ cho chị 800 người nhưng trong vòng một cái số thôi sẽ gọi lên lãnh sự quán Việt Nam ở bên Hoa Kỳ, Washington DC để mà xin cái giấy chứng nhận chị là người Mỹ để em lừa gạt tiền của chị như vậy để mà giúp đỡ cho chị về Việt Nam để vào lãnh sự quán Hoa Kỳ Việt Nam để lãnh sự quán Hoa Kỳ Việt Nam giúp đỡ cho chị cho nên khi cái chuyện này á các em không thể nào im lặng được như vậy chị sẽ đi tới cùng tại vì đồng tiền của chị làm ra là đồng tiền chân chính thì làm theo luật pháp Việt Nam chứ chị không có lừa gạt ai hết đó là sẵn với một cái câu chuyện đó câu chuyện thứ hai nữa thì hôm nay chị muốn lên kênh của em chị đang có một cái ý định như thế này chị thấy người Việt Nam cũng có rất là nhiều người khổ lên kênh của em chị có một cái ý định là chị sẽ mở một cái lôn một cái lôn có nghĩa là à, chị sẽ giúp đỡ cho những người mà cặp vợ chồng mới cưới mà hoàn cảnh mà khó khăn không có vốn để làm ăn chị sẽ giúp đỡ uh, cho mỗi một cặp là từ 10 triệu tới 20 triệu nhưng mà cái cặp đó phải lên kênh của em và em quay video lên phải được sự đồng ý của bên em thì là cái một cái người mà làm ở bên Việt Nam là làm an ninh mạng sẽ xem xét cái hồ sơ đó và sẽ gửi tiền để giúp thì qua cái giúp đó thì chị sẽ phỏng vấn kênh của em up lên video thì chị sẽ phỏng vấn và chị coi cái người đó có thật là hoàn cảnh và muốn mượn tiền để mà làm hai chục triệu đó để họ làm ăn để họ có một cái income để vợ chồng họ sống chứ chị không có làm từ thiện chị không có làm từ thiện và chị cũng không có khả năng để giúp giúp những ai mà giúp mà mà không có giống như là có một cái hàng nhỏ nhỏ hay là không có một cái cái tương lai làm ăn thì chị không có giúp tại vì chị chỉ có cho mượn đã mượn phải trả lại chị trong vòng một năm thì chị có cái ý lệnh lên cái khay đó thì nếu như qua cái video này của em nếu như mọi người thấy thích Mọi người thấy là ok chị làm như vậy được thì cứ bình luận vô cái video của em thì chị sẽ xem xét và giải quyết. Đó là cái trường hợp như vậy thì cái trường hợp của cậu Tài này thì bây giờ chị sẽ làm việc như vậy. Chị sẽ không bao giờ để yên cho các em đâu tại vì ạ, à? tại vì câu chuyện này các em là người lớn rồi. Các em là người có nhu cầu biểu chị đi mượn tiền cho các em chứ chị không có nhu cầu mượn tiền của người ta mà làm ăn thì các em phải giữ cái uy tín tại vì các em nhờ cộng đồng mạng mọi người mới biết đến các em chứ các em ở trong cái xó xỉnh đó ai là người biết các em cho nên cộng đồng mạng là một cái dây lối để chúng ta giúp đỡ nhau nhưng các em như vậy là các em đang đi lừa gạt mà tiếng mỹ nó gọi là scam chị sẽ đưa các em ra tới cùng các em không bao giờ thắng được chị đâu tại vì chị không bao giờ gian dối chị nói cho em tài và em vi biết chị về việt nam là một tháng rưỡi nếu như chị mà bốc vé chị về Việt Nam một tháng rưỡi một ngày làm việc ở bên chị trung bình chị làm từ 5 triệu tới 6 triệu có khi làm 4 triệu mùa hè chị có thể làm hơn chị sẽ cầm income thấp Income thác là cuối năm ở bên Mỹ người nào cũng phải có income thác chị nói như vậy là em biết rồi. Đó là income thác của chị nha tài vi. Cho nên á một ngày 5 triệu, một tháng chị về Việt Nam á là hơn 100 triệu của chị. Các em có trả lỗi không? Chị nói cho em biết như vậy cho nên đừng bao giờ mà im im mà ngoan cố như vậy là không có được đâu. Rồi thôi vậy là cảm ơn chị để cô đưa clip về lên để cho người đó biết để người có liên lạc với chị ha liên ừ. lạc liên với chị cũng được không liên lạc với chị thì cứ liên lạc với các em đó liên lạc với các em mà nếu như mà nói là ok bây giờ chị duyên ơi bây giờ các em trả chị dần dần thì nếu như mà nói các em trả tiền chị dần dần thì chị sẽ không chị sẽ không về việt nam mà cứ trả cho kênh của em để chị chuẩn bị làm một cái chương trình làm mở một cái cái lôn cái lôn tiếng mỹ gọi là lớn mà tiếng việt nam gọi là mở một cái hồ sơ để cho những người khó khăn mà chỉ có cặp vợ chồng đoàn kết giống như là xem cái kênh của em có rất nhiều những cặp vợ chồng người ta rất là khó khăn cái xe người ta không có mà đi đó những cái trường hợp đó thì chị sẽ giải quyết cho mượn 15 20 triệu để người ta mua cái xe ôm người ta chạy hay là người ta mở một cái quán nhỏ nhỏ để người ta sinh sống. Nhưng mà phải không có cho mình lời nhưng mà phải trả lại cho chị trong vòng một năm tùy theo lúc chị phỏng vấn người ta cho nên em tài và em vi thì xem xét giải quyết nếu không nếu không trả tiền được cho chị thì cứ trả tiền ở bên em để bên em giữ cho chị tại vì tổng cộng của em em tài và em vi chị nhắn lại cho các em nhớ là chị chuyển tiền cho các em là một tỷ nhưng chị không còn giữ 200 triệu giống như chị vẫn nói ở những cái video kia 200 triệu có nghĩa là chị cho các em chị không giữ lại giấy tờ nhưng mà còn lại á, là 800 triệu thì 102 triệu là đi vào trong Cà Mau làm từ thiện bây giờ các em chị đề nghị các em là đăng cái video lên các em làm từ thiện đấy các em cho ai rồi những ai ở trong Cà Mau đăng cái video lấy lên cho chị rồi á còn lại 700 triệu á, thì trả lại cho chị trả lại cho chị và đồng thời á trả lại tiền lời cho người ta nữa đó 700 triệu đó là tiền gốc chưa tính tiền lời nha em. 200 triệu của chị thì chị không lấy tiền lời. Nhưng 500 triệu kia là các em phải trả tiền lời tại vì các em là người nhờ chị đi mượn chứ không phải là chị đi mượn. Mà các em không trả có nghĩa là các em đang lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Đó. Rồi rồi. Rồi cảm ơn chị để tôi gửi cái này qua cho cộng đồng mạng xem, cộng đồng mạng xem xét rồi cho gia đình người mà lấy thầy của chị mà không trả chị biết đi để, để liên lạc với chị ha. Được. Không? Ừ, rồi, à, rồi á cũng đồng thời cũng đăng lên nếu như ai thích cái 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 chương trình mà chuẩn bị mà chị có cái chương trình như vậy, nếu như mà cộng đồng mạng nói là thích hay là cộng đồng mạng nói là được thì cứ bình luận vô kênh của em rồi chị em mình sẽ nói chuyện sau. Rồi 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 rồi. Rồi cảm ơn chị bye chị. Ờ, à, ừ, cảm kia. ơn em, cảm ơn cộng đồng mạng Xin chào mọi bài. người, chào cộng đồng mạng Ok, bài. bye em bài, bài. Bài.